Con phát hiện một nhà dân cất giấu hơn 30 bình khí cười. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Con Tum và Công an Phường Lê Lợi vừa tiến hành khám xét nhà của Võ Văn Hiệp sinh năm 2001 tại số nhà 26 trên 1 Tôn Thất Tùng, Phường Lê Lợi. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 34 bình nén nghi là khí cười N2O được cất giấu tại nhà bếp và kho của ngôi nhà. Làm việc với cơ quan công an, Hiệp khai rằng số bình khí này thuộc về Nguyễn Thanh Lý, sinh năm 2003, trú tại tổ 3 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Con Tum và chỉ gửi nhờ tại nhà. Qua quá trình làm việc, Nguyễn Thanh Lý thừa nhận đã mua 34 bình khí cười từ mạng xã hội TikTok để bán kiếm lời. Trong số đó, 12 bình đã sử dụng hết và được gửi tại nhà Hiệp vì không có chỗ cất giữ. Thời điểm kiểm tra, Lý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng này. Công an thành phố Con Tum đã niêm phong tăng vật và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.